Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Minh Học TV. Lại một năm trôi qua thì hôm nay mình thấy vườn hoa tím thả nở rồi. Mình quay một ít hình ảnh hoa tím Wallander đó, chia sẻ đến mọi người nha. Thì năm nay á, mình thấy người ta trồng ở phía ngoài là hoa mẫu đơn đó mọi người. Nó trồng kế vườn hoa tím nè, hoa cũng đẹp quá chừng luôn. Cái hoa này đặc điểm là rất là to nha mọi người, nó to bằng bàn tay mình luôn á, mà màu sắc cũng đẹp nữa ha. Mình dừng chân lại đây mình ngắm hoa tí nha mọi người. Mình ngắm tí rồi mình sẽ qua vườn hoa tím nha. Hai loại hoa đồng loạt nở một lượt luôn, nhìn đẹp quá. Đây là hoa Wallander nha mọi người. Đây là loài hoa có truyền thuyết là hoa thủy chung nha. Hoa mà mình đem tặng cho người khác là có ý nghĩa chung thủy đó, nhất là trong tình yêu á. Hoa năm nay nở đẹp quá chừng, nói chung là xuất sắc hơn luôn á. 3 năm rồi mình chỉ có lần này là mình quay cái loài hoa này là đẹp nhất, nở đều nhất luôn. Nhìn cái màu tím của nó tím liệm luôn á, dễ thương quá. Rồi mời mọi người cùng xem một số hình ảnh hoa Wallander qua màn ảnh nhỏ của mình nha.